Mbappé hai lần đá hỏng phạt đền. Tiền đạo Kylian Mbappé rời sân vì chấn thương ngay sau khi lỡ hai quả phạt đền trong trận PSG thắng 3-1 trên sân Montpellier ở vòng 21 lịch 1 giờ tối 1/2. Hai chấn thương của Kylian Mbappé và Sergio Ramos, hai bàn thắng không được công nhận của Achraf Hakimi và Lionel Messi, hai cú đá phạt đền hỏng ăn của Mbappé đánh dấu chiến thắng của PSG. Báo Tây Ban Nha Marca bình luận, trên sân Stade de la Mosson hôm qua, PSG hưởng phạt đền ngay phút 7 khi trọng tài xác định Ramos bị Christopher Julien kéo áo trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Mbappé sút căng về góc trái bị Benjamin Lecomte cản phá, và vào cuộc xác định thủ môn của Montpellier đã di chuyển quá vạch vôi trước khi Mbappé dứt điểm, và cho PSG đá lại phạt đền. Lần này, tiền đạo Pháp sút về góc phải, Lecomte vẫn phán đoán đúng hướng, đẩy bóng dội cột, bóng bật ra ở vị trí trống trải nhưng Mbappé tiếp tục bỏ lỡ khi đá hồi lên trời. Ngày thi đấu thất vọng của Mbappé sớm khép lại từ phút 20, khi anh tập tễnh rời sân sau pha va chạm với Leo Leroy, con trai cựu cầu thủ PSG, Jerome và nhường chỗ cho Hugo Ekitai. 10 phút sau, đến lượt Ramos rời sân sau pha tranh chấp trên không với Kaikaikaouiate, cầu thủ đá trận ra mắt Montpellier. Ngoài đường biên, huấn luyện viên Christophe Galtier tỏ rõ sự không hài lòng khi hai trụ cột gặp vấn đề chỉ 2 tuần trước trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Bayern. Phút 35, Messi nhận bóng trong vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc đưa bóng vào lưới chủ nhà. Trọng tài biên không căng cờ, nhưng va vào cục xác định ngôi sao Argentina đã việt vị và không công nhận bàn thắng. Đầu hiệp 2, đến lượt Hakimi bị khước từ bàn thắng. Sau pha phối hợp ăn ý từ bên trái, bóng được đưa vào trung lộ để hậu vệ Morocco đã đại bác từ khoảng cách 25m vào góc cao khung thành chủ nhà. Tuy nhiên, va xác định một cầu thủ PSG đã việt vị trong pha phối hợp trước đó. Phải tới phút 55, PSG mới mở tỷ số. Hakimi không thắng được Lecomte trong thế đối mặt, rồi Ekitai đánh đầu chuyền để Fabian Ruiz kết thúc vào lưới trống. Tới phút 72, tiền vệ Tây Ban Nha tiếp tục để lại dấu ấn với pha chọc khe để Messi xâm nhập vòng cấm rồi chích bóng chéo góc nhân đôi cách biệt. Phút bù thứ 2, cầu thủ vào sân thay người Warren Zaire-Emery dốc bóng từ bên phải vào vòng cấm rồi sút chéo góc, khiến Lecomte chôn chân. Với 16 tuổi 330 ngày, Emery trở thành cầu thủ trẻ nhất của PSG từng ghi bàn trong lịch sử Ligue 1. Xen giữa hai bàn thắng của Messi và Emery là cú cứa lỏng chân trái rút ngắn cách biệt của Arnaud Nodin cho Montpellier. Kết quả 3-1 giúp PSG ngắt mạch 2-0 thắng. Khi hòa Rennes 1-1 và thua 0-1 trên sân Rennes, câu lạc bộ thủ đô Paris cũng xây chắc ngôi đầu với 51 điểm, hơn Marseille 5 điểm. Ngay mùng 4 tháng 2, PSG trở về sân nhà tiếp Toulouse ở vòng 22 Ligue 1 rồi làm khách của Marseille ở vòng 1/8 Cúp Pháp ngày mùng 8 tháng 2. Đội hình thi đấu: Montpellier, Lecomte, Cuiet, Julien, Esteve, Zacco Ato 85, Leroy Ferry 63, Chet Arnaudin 83, Savanier, Thảo Asa Feyat 83, Mavidizi, Zed Bang Feyi 63, PSG, Donnarumma, Hakimi, Mark Greenwood, Sergio Ramos Sanchez 32, Mendes Bernat 70, Fabian Ruiz, Pereira, Vitinha Emery 70, Messi, Mbappé Ekitai 21, Zola. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.